Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình đây, bộ game mình. Thì ngày hôm nay bọn mình đang ở một cái server xã hội anh em ạ. Thì cái server này chủ AD nó hơi bị ngáo cần một tí anh em ạ. Nó cho cái server này đồ rơi khá nhiều và khá nhiều nó dốc két. Vì thế bọn mình thì lúc nãy mình cũng có tham gia cướp huy chương nhưng mà không thành công anh em ạ. Thì hôm nay bọn mình vừa mới gọi là chiếm được cái nhà mà có huy chương đây, bọn mình đang bịt lại nhà anh em ạ. Thì lúc nãy đi cướp huy chương mà đông quá xong rồi còn bị chúng nó bắn rát quá. Thì hiện tại anh em mình vừa mới chiếm được cái nhà của bọn nó. Thì anh em đang ở trong nhà nó đây. Server này nó cho dốc két quá trời luôn anh em. Đấy, mình mãi mình mới tìm thấy cái huy chương, mình mất khoảng tầm 10 phút mình thấy mới tìm được cái huy chương ở trong nhà nó. Thì như anh em đã thấy bây giờ server chỉ còn có 13 phút à. Mà bọn mình đánh nhau từ lúc mà 1 giờ 16 phút huy chương rơi đến tận bây giờ luôn. Nó cứ dai qua dai lại vậy đấy. Thì mãi mình mới cướp được cái huy chương này. Thì ở ngoài đang còn khá nhiều quân địch và nó đang xây nhà, nó đang dai anh em ạ, nó đang dai tùm lum tè lé này. Mình với mấy anh em đang phải bịt nhà gần chết. Đó anh em có thể thấy dốc két kìa. Nhiều đến nỗi mình nhặt không hết luôn. Giờ không biết phải làm sao đây, anh em đang tập trung cố gắng. Ôi rồi 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 rồi. Thì rồi xong. Nó bắn dốc két thì rồi anh em nó dai lên đến nơi rồi. Thôi rồi mình đi xuống cho an toàn, mình đang cầm huy chương trên người nữa. Ui ui ui. Thôi thôi ở trên này nguy hiểm quá anh em ạ. Mình sẽ đi xuống dưới, mình bịt ở dưới. Ui. Thì server này cứ mỗi người vào nó sẽ phát cho hình như 100 quả dốc két hay sao anh em ạ. Nó bắn kinh quá. Thì từ lúc 1 giờ 16 phút đến giờ chưa ngừng nghỉ một giây phút nào hết. Rồi rồi, mình thấy nhà mình không ổn rồi anh em ạ. Thấy như anh em thấy chúng nó dai tùm lum tè lè hết. Bây giờ chưa biết nữa. Thì mình đã có xây cái nhà ở hồ băng nhưng mình chạy chắc không ra được khỏi đây quá. Đang suy nghĩ xem là có nên chạy khỏi đây hay không. Tại vì thủ đây bây giờ thủ không nổi rồi. Bây giờ đông quá thủ không nổi. Mà ra khỏi nhà không biết còn sống được không. Với cái tình trạng dốc két mà nhiều như này không biết có sống nổi không. Nó dài đến đâu rồi mà sao không thấy nổ ta. Tường 4 nổ rồi. Ui, lủng tường rồi anh em ơi. Chết rồi. Thì mình bò gọn vào đây để nhặt đồ cho dễ. Đó như anh em thấy nó stack thì cứ như là server thường ấy, nhưng mà nó hơi bị gọi là rồi anh em thấy không, trời ơi. Đó, đi tìm cái huy chương mà kéo không biết bao nhiêu cái mới thấy anh em ạ. Chưa thấy huy chương luôn, huy chương đâu rồi. Ôi ôi my god, oh my god. Đây 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 đây. Đây để mình nhặt đồ mình sửa nhà tiếp anh em ơi. Không biết là có thủ nổi không ấy. Ok. Thôi mình nghĩ mình không bỏ rồi anh em ạ. Nó ra lên trên tầng 2 rồi, người anh em của mình đang gào trên tầng 2 rồi. Chết 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 rút 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 rút. Mình nghĩ là mình sẽ mở cửa này ra. Mình mở cửa này ra xong rồi mình sẽ lái xe về. Đây là một phi vụ đào tẩu. Không đạt được xe. Đây này. Hết xăng anh em ạ, hết xăng, hết xăng. Ui nó thấy mình rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đây để mình gỡ trong dù. Hay quá, bắn nó đi, bắn nó đi. Ok, ok, ok. Chạy, 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 chạy. Ui. Chạy. Không biết liệu có chạy được không anh em. Ui, ngoài này có một thằng nữa. Nó không thấy mình. Ninja, ninja anh em ạ. Ui, nó bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn. Wow. Chạy được rồi anh em ơi. Ngoài này có xe máy này. Thôi, chạy cái này đi anh em. Chạy này cho chắc, chạy xe máy sửa xuống xe nó bắt được quá. Rồi, mình có xây cái nhà ở hồ băng anh em ơi. Hiện tại thì tay mình đang run cầm cập luôn. Tại vì vừa mới thoát ra khỏi một cái vòng vây. Anh em, như lúc nãy anh em có thể liếc mắt
thấy nó xây mấy cái nhà xung quanh để nó dại luôn đấy. Ui. Oh no, oh no, oh no. Ok, ok, ok. Không sao anh em ạ. Phải thật bình tĩnh, xử lý tình huống phải thật bình tĩnh. Ui, khoảng cách từ nhà, từ đây xuống nhà mình còn xa quá anh em ơi. Không biết có chạy nổi không. Oh my god. Hiện tại cũng chỉ còn có 8 phút thôi anh em. Nếu mà đưa được huy chương về nhà thì chắc chắn cái huy chương này là của mình rồi. Phải gắng chạy thôi. Ui, có mấy thằng ọp này. Đây là chắc mấy người mà người ta bỏ server anh em. Không kiên trì được. Cái này gọi là không chịu làm mà đòi có ăn đây. Anh em mình kiên trì suốt từ lúc mà 1 giờ 16 phút đến giờ luôn. Bị bắn toạc cả háng ra. Mãi mới nhặt được cái huy chương. Rồi, ok, ok. Về được anh em ạ. Nhất định là sẽ về được. Ui. Ui, nó bị lag anh em ơi. Ui. Ui, sắp bánh luôn rồi. Thôi chết rồi. Giờ sao ta, giờ sao ta. Giờ sao ta. Ui, nổ xe rồi. Chết. Hay quá. Ui, hay. Đón tôi. Đón. Hay quá anh em. Uầy, mày, người anh em chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo. Từ đổ xăng. Đây, đổi dù. Uầy, anh em thấy mấy người anh em chất lượng không? Mày có mời ông đi xe sau, tí thì ăn lèn. Hay quá. Chết mẹ rồi. lên trên nón ông ơi. Wow. Anh em thấy quả huy chương này mẹ cực không? Thệt tay tôi run luôn này anh em ạ. Chơi mẹ chơi bao nhiêu lâu rồi chưa giờ thấy run kiểu này, tại vì nãy bắn nhau ở ngoài kia cứ bắn xong thằng này lại có thằng khác tới ấy. Sợ là thật luôn ấy. Rồi. Ui. Hay quá. Uầy, tay lái lụa. Uầy, chưa bao giờ mà thấy cảm động. Thấy đồng đội chạy xe máy tới mà cảm động như lúc này. Uầy, về đến nơi anh em ơi. Cũng chỉ còn có 6 phút thôi anh em ơi. Cố gắng trụ trong vòng 6 phút là ok. Nãy giờ trụ trong vòng gọi là mấy chục phút rồi đấy. Ý. Ok. Uầy. Để cấp quyền cho anh kia ra. Rồi ok. Tặng bet cho nó anh em. Tặng bet để về thủ nhà. Wow. Có huy chương rồi. 6 phút thì này chỉ có AD mới cứu được thôi. Tặng bet cho nó. Heo này. Ok anh em ấy. Rồi. Chắc mình sẽ ra thủ nhà quá. Này mình chế máu đó, mình quấn đầy máu rồi mình ra mình bắn nhau bọn nó. Rồi có thằng đuổi theo luôn rồi anh em ạ. Uầy, nó đã tới rồi. Nhanh thế nhỉ. Bịt luôn cái TC vào anh em ạ, cho chắc. Phun kiến trúc. Đây thì mình gỡ cái cửa đi, bịt tường vào cho nó đỡ biết. Rồi, ok, ở ngoài thủ. Đặt bét ra. Chưa gì, đã gặp người rồi. Mày này con. Tịch thu anh em ạ, tịch thu giúp kết. Ở đâu đấy? Chết rồi, trên nóc nhà hay sao ấy? À, ui, bạn ơi. Uầy, chúng nó gắt lắm anh em ạ. Tại vì cái server này ấy, nó cho rocket kiểu spam ấy. Nhưng kiểu hồi sinh, lúc mà mới vô server nó cho rocket, ông nào cũng có đầy rocket trên người. Sợ thật đấy. Đây rồi.
nhất định phải tịch thu cái đống rocket này lại anh em ạ, không được để. Quá trời rocket. Ok. Đây mình vô nhà. Mở cửa. Mình không có bét, mình phải chế bét anh em ạ. Chế bét để tự giải, vứt đồ, vứt rocket trong nhà. Không thể mang rocket ra ngoài được, ra ngoài là chết. Lại fit rocket chúng nó lại bắn nhà. Ấn này, cắt đi này. Rocket này. Rồi ok. Thì cái server này anh em mình đánh nhau hơn 1 tiếng đồng hồ ấy, kiểu cũng lừ hết người luôn anh em ạ. Thì cảm giác khi mà chúng ta chơi game mà kiểu đánh nhau căng thẳng quá, tay mình run run luôn này. Cái lúc mà bắn huy chương, lúc mà ăn huy chương ấy, lúc mà đấy nó đông quá chịu không nổi luôn. Có muốn 2 đứa mấy anh em cái ao hết, giờ còn 3 người à. Sau một hồi gọi là dai, từ lúc mà 1 tiếng ấy, server còn có 1 tiếng hơn ấy, gọi là 5 mấy phút ấy, đến thời điểm bây giờ nó còn có mấy phút là dai nhau, vẫn dai nhau. Uầy, mãi bây giờ mới im một tí, nãy bên kia bắn nhau không nghỉ luôn. Bọn mình cũng kiểu đi người không à, đi bị chết xong rồi mất hết rocket, xong rồi lại chờ chúng nó dai, thế là lấy rocket dai tiếp. Dai vô được đến nhà xong rồi nhặt được cái huy chương, bịt nhà, cướp được nhà xong rồi đặt PC, cướp đặt huy chương, nhặt được huy chương xong rồi mới đánh xe được về đây đấy. Đó là cả một quá trình anh em ạ. Một pha gọi là cực gắt highlight đứng giữa tâm địch luôn, trong khi đấy bọn kia xây nhà xung quanh đấy. Rồi, ok mình bơm máu ra. Chưa thấy chúng nó đâu hết. Chắc chúng nó bỏ server rồi anh em ạ. Kiểu này chắc bỏ server rồi. Uầy, đây là cái huy chương đầu tiên của cái tháng này luôn anh em. Tại vì tháng này mình đi săn huy chương hình như có cảm giác kiểu không may mắn lắm. AD nó ganh suốt à. Cứ cướp được huy chương cái AD lại kích ra khỏi server. Ôi, ai bắn. Ném bom. Cứ cướp được huy chương cái AD lại kích ra khỏi server còn đâu anh em. À đây rồi. Chúng nó lại qua nữa này. Hai thằng à. Ở đâu ta? Thì cứ đi server nào cũng bị kích nên là mới gọi là nay mới có cảm giác kiểu là cầm được cái huy chương trong tay ấy. Tháng này hơi đen anh em ạ, tháng này kiếm huy chương hơi khó. Nhưng mà nói chung là tha được một cái huy chương về nhà như thế này thì cũng gọi là hay rồi, gọi là cũng xứng đáng anh em ạ. Nếu bây giờ mà chỉ có AD nó đã ban nữa thì chắc rồi cũng chịu. Mà mình nghĩ server này chắc AD nó không vào đâu, tại vì bắn nhau suốt 1 tiếng đồng hồ như vậy mà nãy giờ AD không thấy đâu hết. Chẳng lẽ nào mấy phút cuối đã lấy huy chương của tôi thì chắc mẹ khóc ứa nước mắt luôn. Dùng hết xăng. Uầy, trên đồi anh em ạ, mấy anh em của tôi thấy phát hiện rồi. Rồi lại tiếp tục những cuộc xả rocket vào nhà. Ôi sập cái gì rồi anh em ơi, sao nó bắn ghê thế. Không được đâu bạn ơi, sắp hết giờ rồi bạn ơi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Chinh chong. Xong rồi anh em ạ. Wow, cái đơn huy chương đầu tiên của tháng của tôi đấy mấy ông ạ. Wow. Đâu rồi. Chụp hình lại. À, thì chắc cái clip của tôi cũng tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.